Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các quý cô tuổi Kỷ Mão. Chúc các quý cô có một năm bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý cô đón xem tử vi tuổi Kỷ Mão 1999 năm 2022 nữ mạng, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, tử vi từng tháng trong năm 2022, mời các quý cô cùng theo dõi. Tử vi tuổi Kỷ Mão 1999 năm 2022 nữ mạng. Tổng quan. Tử vi tuổi Kỷ Mão 1999 năm 2022 nữ mạng diễn ra như thế nào? Những cô gái bước sang tuổi 24 trong năm Nhâm Dần 2022 sẽ gặp nhiều may mắn nhưng đồng thời cũng có những tình huống éo le diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Trong số đó, được sự trợ giúp của các tình Thanh Long và Thái Dương, người tuổi Mão sinh năm 1999 có đường học hành, kết giao, tài lộc dồi dào, có nhiều bước tiến đột phá. Tuy nhiên, bị ảnh hưởng bởi hàm trì và thiên không nên vận trình tình duyên của những người tuổi Kỷ Mão trong năm 2022 không mấy khả quan. Những người này sẽ thường xuyên phải hứng chịu những đả kích về mặt tình cảm. Không những vậy, sức khỏe của bạn cũng rất sa sút, luôn đau ốm và cảm thấy khó chịu. Vì vậy, người tuổi Kỷ Mão 1999 cũng nên chú ý đến ảnh hưởng của hai sao hung tinh này. Bản mệnh cần nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên tạo áp lực tinh thần quá lớn cho bản thân. Nếu không sẽ dễ ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của bản thân. Sự nghiệp. Tử vi tuổi Kỷ Mão cho hay vận trình sự nghiệp của bạn rất lạc quan khi bước sang năm Nhâm Dần 2022. Với sự giúp đỡ của sao Thái Dương chiếu mệnh, đối với những người tuổi Kỷ Mão vẫn còn đi học thì sẽ có những bước nhảy vọt trong học tập. Thành tích của những người tuổi Mão sinh năm 1999 trong năm Dần có thể nhận được học bổng cũng như cơ hội được nhà trường khen ngợi. Đối với những người kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do thì có một năm thu nhập khả quan. Tình cảm. Nhân duyên của người tuổi Kỷ Mão 1999 cũng rất tốt trong năm 2022. Dưới sự giúp đỡ của Thanh Long, bản mệnh dần trở nên nổi tiếng, điều này cũng rất hữu ích cho sự phát triển sau này của bạn. Vì vậy những người tuổi Quý Mão có thể mong muốn nhân cơ hội này để làm quen với nhiều người có địa vị cao trong xã hội nhằm mở rộng mối quan hệ của bản thân. Tuy nhiên, cũng trong năm 2022, những người tuổi Kỷ Mão 1999 có vận trình tình cảm không mấy tốt đẹp. Người tuổi Kỷ Mão 1999 có vận trình tình cảm không mấy tốt đẹp trong năm Kỷ Mão. Có câu nói, được cái này thì mất cái kia. Những người tuổi Mão bước vào tuổi 24 rất may mắn về học hành, tài lộc và các mối quan hệ trong năm nay. Nhưng về tình cảm thì gập ghềnh hơn. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh, vận đào hoa của người tuổi Mão tương đối sa sút, dễ bị người khác phá hoại. Đặc biệt với một số cô gái Quý Mão chưa hiểu chuyện đời dễ bị một số kẻ tiểu nhân vô lương tâm trong xã hội lừa gạt khiến bản thân đau khổ. Vì vậy những bạn nữ tuổi Mão nên cẩn thận kết bạn trong năm Dần. Đặc biệt trong năm 2022, những cô gái muốn thoát khỏi cảnh độc thân đừng quá tin tưởng vào người khác nếu không thì bạn chính là những người bị tổn thương. Tài lộc. Tử vi tuổi Kỷ Mão 1999 năm 2022 nữ mạng cho thấy, sự phát triển tài lộc của những người này khá mỹ mãn. Trong năm nay, những người cầm tinh con mèo 24 tuổi, đang có được Thanh Long phù trợ nên có thể kiếm được nhiều của cải tiền bạc trong đời. Đây cũng là điều may mắn cho những người tuổi Kỷ Mão. Người tuổi Kỷ Mão hiện tại tuy không có năng lực kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn sẽ gặt hái được thành quả trong năm Nhâm Dần 2022. Trong số đó, ở phần học bổng cũng đem lại cho những người này một số tiền không nhỏ. Ngoài ra, một số sinh viên trong thời gian thực tập hay người đi làm đang thử việc cũng sẽ được công ty khen thưởng, động viên khi có thành tích xuất sắc. Trong việc hợp tác làm ăn bạn cần lưu ý, việc hợp tác cần phải công tư phân minh, không nên vì chuyện tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng tới toàn cục diện phát triển sự nghiệp. Như vậy cũng hạn chế những tranh chấp không đáng có về tài chính, tránh tình trạng trước hợp sau ly, vừa mất uy tín lại gây phá tài. Tuy nhiên, với tài lộc có trong tay nhưng tuổi trẻ khó nắm giữ được, đại hao là hung tinh xuất hiện, tiền bạc vào tay phải ra tay trái. Nếu biết sử dụng đồng tiền vào mục đích chính đáng, dù không tích lũy, vẫn đem lại lợi ích. Sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi Kỷ Mão 1999 trong năm 2022 không được suôn sẻ cho lắm. Bị ảnh hưởng bởi thiên không, những người này có nguy cơ gặp tai nạn cao trong năm nay. Đặc biệt là đối với một số nam thanh niên năng động dễ gặp phải các đòn hiểm trong năm Nhâm Dần. Vì vậy, bản mệnh nên chú ý đến sự an toàn của bản thân trong cuộc sống.
Hạn chế tham gia các trò chơi mạo hiểm hay các hoạt động giải trí mất an toàn như nhảy dùm trượt tuyết. Những hoạt động như thế này rất dễ gây thương tích cho những người tuổi Quý Mão 1999. Nếu muốn thư giãn thì bạn có thể tham khảo các hoạt động ngoài trời nhẹ nhàng hơn. Nhưng bản mệnh cũng cần chú ý an toàn khi đi lại. Hung cát. Tử vi tuổi Kỷ Mão 1999 năm 2022 nữ mạng cho biết con giáp này gặp nhiều may mắn trong học tập, sự nghiệp, nhân duyên bởi được sao Thanh Long và Thái Dương bảo hộ. Trong năm nay, những người cầm tinh con mèo bước sang tuổi 24, có nhiều cơ hội phát triển. Điều bạn cần làm là phải biết nắm bắt đến cơ hội. Tuy nhiên, mặt tình cảm và sức khỏe của những người tuổi Quý Mão trong năm Nhâm Dần 2022 lại không được tốt lắm. Hàm trì và thiên không, điều này lại mang đến cho bản mệnh nhiều rắc rối. Nên những người tuổi Mão sinh năm 1999 cần phải đề phòng sự ảnh hưởng của hai hung tinh này. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Kỷ Mão năm 2022 nữ mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1. Khi bước sang tháng đầu tiên của năm mới, bạn 24 tuổi có vận trình khá suôn sẻ về mặt tài lộc. Người tuổi Kỷ Mão 1999 bị ảnh hưởng bởi không khí sôi động, lễ hội nên cả người trông tràn đầy sức sống hơn. Đặc biệt, phúc khí của những người tuổi Mão trong tháng này rất vượng, bản mệnh thường có thể gặt hái được mọi niềm vui từ cuộc sống. Chẳng hạn như được người lớn tuổi tặng quà hay phong bao lì xì dịp năm mới. Tháng 2. Người tuổi Quý Mão 1999 có vận trình học hành khá tốt trong tháng này. Với sự trợ giúp của các tinh Thái Dương chiếu mệnh nên những người tuổi Mão học tập rất hiệu quả. Do vậy những người này có được thành tích học tập rất ấn tượng. Tháng 3. Mối quan hệ xã giao của những người sinh năm 1999 không có gì xấu trong tháng này. Do chịu ảnh hưởng bởi Thanh Long, những người tuổi Mão rất được yêu thích trong tháng 3. Bản mệnh đi đến đâu cũng sẽ có một nhóm người hâm mộ đi theo. Tháng 4. Người tuổi Mão 24 tuổi có trạng thái tinh thần khá uể oải trong tháng 4 âm lịch. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh, tháng này người tuổi Kỷ Mão dễ bị ảnh hưởng bởi một số vận khí u buồn. Điều này khiến bản thân bị năng lượng tiêu cực vây quanh, vận may sa sút rất nhiều. Đặc biệt một số người cầm tinh con mèo sinh năm 2022 đang bị ốm thì tháng này càng dễ bi quan. Nếu bạn không thể điều chỉnh trạng thái của mình hợp lý thì bệnh trầm cảm sẽ rất dễ xảy ra. Vì vậy, người tuổi Kỷ Mão nên chú ý kiểm soát cảm xúc của mình, tránh để bị quấy rầy bởi những điều không may. Tháng 5. Tử vi tuổi Kỷ Mão 1999 năm 2022 nữ mạng cho hay, vận trình tài lộc không tốt trong tháng này. Một số người cầm tinh con mèo yếu đuối dễ bị ảnh hưởng của sao hung tinh mà trở nên yếu hơn. Bản mệnh thường dễ bị ốm đau, khó chịu, bực bội. Điều này kéo theo tinh thần của con giáp này không tốt lắm. Vì vậy, những người tuổi Mão sinh năm 1999 được khuyến cáo nên nghỉ ngơi nhiều hơn trong các ngày trong tuần để tránh làm việc quá sức. Đồng thời, bạn cũng nên chú ý đến sự vận động nhẹ nhàng. Cùng với đó là vệ sinh trong chế độ ăn uống. Bản mệnh nên ăn ít đồ ăn vặt, ăn nhiều rau củ quả để giúp tăng cường sức đề kháng. Tháng 6. Vận may về các mối quan hệ của người tuổi Kỷ Mão 1999 trong tháng này rất sa sút. Đối với những người tuổi Mão đã có mục tiêu, do có sự can thiệp của hàm trì nên tình hình phát triển của những chú mèo trong tháng này khá tệ. Trong tháng này, những người tuổi Kỷ Mão thường xuyên có những cuộc cãi vã gay gắt với người đồng cấp về một số vấn đề nhỏ nhặt. Điều này dẫn đến tổn thương và thất vọng về tình cảm của nhau và làm mất đi sự tin tưởng lẫn nhau. Vì vậy, những người tuổi Mão sinh năm 1999 nên chú ý làm giảm tác động của hàm trì trong tháng này. Đừng để hung tinh phá hoại nhân duyên của mình. Tháng 7. Trong tháng này, với sức mạnh của hàm trì sẽ tiếp tục phát huy tác dụng của nó. Và một số người tuổi Mão đang còn độc thân chắc chắn sẽ bị hung tinh này chiếu mệnh khiến cho mối quan hệ của bản thân trở nên gập ghềnh và có những tổn thương về mặt tình cảm. Điều này đến cũng một phần do vận đào hoa không tốt của những người tuổi Kỷ Mão 1999. Vì vậy, đối với những con giáp độc thân, tháng này không thích hợp để bạn phát triển mối quan hệ mới. Tử vi tuổi Kỷ Mão năm 2022 khuyên bạn nên chú ý đến học tập hay các khía cạnh khác trong cuộc sống. Tháng 8. Vận trình tài lộc của những người tuổi Mão 1999 khá tốt trong tháng này. Với sự giúp đỡ của các cát tinh mà bạn được lãnh đạo, cấp trên hoặc người đi trước đánh giá cao và ủng hộ. Do vậy, thu nhập của những người tuổi Kỷ Mão cũng sẽ được cải thiện. Điều này thực sự rất tốt cho bạn. Tháng 9.
Những người tuổi Kỷ Mão dễ gặp tai nạn do các sao hung tinh tấn công trong tháng 9 âm lịch. Bởi vậy bản mệnh nên cẩn thận, đề cao cảnh giác trong tháng này và chú ý đề phòng an toàn, chẳng hạn như phòng cháy chữa cháy, chống thấm dột. Đồng thời, nếu những người tuổi Mão đang đi ra ngoài, bạn phải tuân thủ luật lệ giao thông và chú ý đến an toàn cá nhân, để giảm nguy cơ xảy ra tai nạn. Tháng 10. Đối với những người tuổi Mão độc thân, do sức mạnh của sao hung tinh đang dần tiêu tán nên bạn có thể sẽ có rất nhiều đào hoa trong tháng này. Tuy nhiên, tháng 10 âm lịch tuy có nhiều đào hoa nhưng vẫn có tốt có xấu nên nếu người tuổi Mão có ý định độc thân thì phải cân nhắc và xác định thật kỹ lưỡng. Đừng nên duyên sớm, nếu không sẽ dễ gây tổn thương về mặt tình cảm do không hiểu biết rõ ràng. Tháng 11. Vận trình tài lộc của người tuổi Kỷ Mão 1999 có phần giảm sút trong tháng 11 âm lịch này. Một số người cầm tinh con mèo có thể có ham muốn chi tiêu mạnh mẽ hơn. Điều này khiến bản mệnh thường tiêu dùng không kiểm soát, kinh tế cũng sa sút nhiều vì điều này. Vì vậy, người tuổi Mão nên biết cách kiểm soát hợp lý các khoản chi tiêu của mình trong khoảng thời gian này. Con giáp này tiêu dùng hợp lý, không nên tiêu xài hoang phí, nếu không sẽ dễ ảnh hưởng đến vận may tài chính của bản thân. Tháng 12. Vận trình tài lộc của những người sinh năm 1999 tương đối ổn định trong tháng này. Mặc dù tháng này là cuối năm nhưng hầu hết những người cầm tinh con mèo 24 tuổi không cần phải lo lắng quá nhiều trong cuộc sống. Con giáp này hãy học khi cần học, đi làm thì đi làm, nghỉ ngơi thì thôi. Điều này khiến cho cuộc sống của bạn trở nên ổn định. Xin chào và hẹn gặp lại!